Ok, xin chào anh em, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ con số 8. Thì ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho anh em trong suốt một năm qua chúng ta đã có những gì để mà chúng ta có thể hình thành nên những cái góc nhìn của chúng ta vào năm 2022 nó sẽ như thế nào. Và liệu cái câu hỏi mà mình nhận được rất nhiều những cái câu hỏi từ anh em rằng là liệu chúng ta sắp tới chúng ta có đi vào cái chu kỳ downtrend hay là chưa. Tại vì mình nhận thấy đây là một cái vấn đề mà rất nhiều anh em đang cực kỳ băn khoăn tại thời điểm này, tại vì Bitcoin nó đi rất là khó chịu ngay tại thời điểm hiện tại luôn. Và mình cũng xin nhấn mạnh rằng là đây chỉ là cái quan điểm cá nhân của mình thôi, bằng những cái gì mình quan sát từ những dữ liệu, từ lịch sử nó trả về cho mình ra sao, thì hiện tại mình dựa vào đó để mà mình có thể cân nhắc việc là Bitcoin đã đi vào downtrend hay chưa. Và cùng với đó mình cũng kết hợp những cái phân tích của mình dựa trên những cái biến động xung quanh thị trường, những cái tác nhân mà nó tác động vào thị trường Bitcoin như thế nào nha anh em. Chứ còn mà về mặt phân tích kỹ thuật vẽ rồi nhiều cái sóng gì đó thì thực sự mình cũng chia sẻ anh em là mình không phải thuộc cái trường phái đó, mà mình chỉ thuộc vào trường phái gọi là về phân tích cơ bản và những cái gì nó đang tác động tới thị trường, nó đã ảnh hưởng tới thị trường trong thời gian qua như thế nào, mình quan sát nó hàng ngày và cái dữ liệu lịch sử nó trả về cho mình ra sao, thì mình đưa ra góc nhìn dựa trên cái luận cứ đó anh hai anh em, chứ không phải là vẽ vời gì cả. Tại vì mình thật sự mình không phải là một con người rành về kỹ thuật cho lắm. Ok, vậy thì đầu tiên cái vấn đề mà Bitcoin đã đi vào cái downtrend hay chưa đó, thì đầu tiên mình xin nhắc lại là một trong cái video cách đây 2 tuần của mình cũng đã nói về cái vấn đề này rồi. Khi mà anh em nhìn lại cái dữ liệu trong lịch sử từ cái chu kỳ uptrend lần đầu tiên vào năm 2013 đi. Đó, để mình phóng to cái này ra cho anh em. Thì vào năm 2013 đó, thì Bitcoin nó đã uptrend một cái cú cực kỳ là mạnh ha. Nó đã uptrend một cái cú cực kỳ là mạnh ở cái khoảng gọi là từ khoảng 100 đô đi, mình cho là 100 đô đi. Nó bay lên hẳn là 1.100 đô. Đó, và sau đó đó trong khoảng vào khoảng cuối năm và đầu tháng đó thì Bitcoin đã có một cú xả như thế này, và đến tháng 2 nó đã xác định một cái tín hiệu là nó sẽ đi vào downtrend. Đó anh em thấy, thì chúng ta hãy so sánh tương tự như tại thời điểm hiện tại chúng ta đã có vào những cái đợt điều chỉnh gần đây đi. Và hiện tại chúng ta đang ở tháng 1 năm 2021 đúng không? Thì cũng vào cùng một cái thời gian đó, vào tháng 1 tháng 2 năm 2014 đó, tức là sau cái chu kỳ uptrend của năm 2013 đó, thì nó đã đi vào một cái kỳ ngủ đông rất là dài hạn rồi. Và cho đến năm 2017 đó thì nó lại tiếp tục, nó uptrend tiếp, tức là theo cái chu kỳ 4 năm một lần mà anh em hay thường biết ở trên cái trang mạng xã hội hoặc là qua những cái nguồn thông tin thì ai cũng nói như vậy hết đúng không? Chúng ta có những cái chu kỳ là 4 năm uptrend một lần. Thì từ năm 2013 kéo đến năm 2017 thì chúng ta lại có một cái cú uptrend cực kỳ mạnh tiếp để đẩy giá Bitcoin lên tầm khoảng là 20.000 đô la cho một Bitcoin. Và sau đó cũng trùng hợp vào khoảng tháng 1 và tháng 2, và khi tháng 2 kết thúc chúng ta đã mở ra một cái chu kỳ downtrend dài hạn cho đến năm 2021 đúng không? Đến năm 2021, và hiện tại đó nó lại lặp lại tiếp tục 4 năm tại năm 2021 này. Chúng ta đã thiết lập một cái đỉnh tại năm 2021, đó chính là gần 69.000 đô. Đó, và hiện tại chúng ta đã dừng chân ở tháng 1. Thì dựa vào cái dữ liệu lịch sử này, đối với riêng cá nhân mình thì nó là tiêu cực. Tại vì sao? Tại vì bây giờ chúng ta đang ở tháng 1 để chúng ta bước qua tháng 2. Và rất có thể nếu mà chu kỳ lịch sử lặp lại 4 năm một lần thì chính xác rồi, chúng ta đang ở trong chu kỳ downtrend và kể từ tháng 2 trở đi sẽ là một kỳ ngủ đông dài hạn đối với chúng ta. Đó là những cái dữ liệu mà cái phản ứng giá của Bitcoin trong quá khứ nó đưa lại cho mình ra sao, thì mình chia sẻ với các bạn như vậy. Và mình nhận thấy đó là một cái sự trùng hợp, tại vì không có một cái gì mà nó không phải trùng hợp mà nó lại xảy ra đến 2-3 lần, đến 3-4 lần cả đúng không? Kéo dài từ năm 2013 đến bây giờ rồi. Đó, thì đó là những cái gì mình nhìn được trên cái biểu đồ, mình cảm thấy nó như vậy ha. Nhưng nếu mà nhìn trên cái phương diện gọi là một cái phương diện nó vĩ mô hơn, và những cái tác nhân nó đã ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường trong năm nay, thì mình lại cân nhắc cái suy nghĩ của mình hồi nãy khi mà vừa nhìn vào biểu đồ. Tại vì chúng ta phải phối hợp nhiều cái nguồn thông tin để mà chúng ta có thể đưa ra một cái nhận định cá nhân nó khả quan nhất đúng không? Chứ không phải vì một cái nguồn thông tin nào đó nó nhất thiết nó cố định nó thì chúng ta lại đưa ra một cái quyết định ngay được. Đó, và cái điều này hoàn toàn dựa trên cá nhân của mình mà thôi. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái nếu mà mình nhìn vào cái biểu đồ giá thì mình cảm thấy là nếu mà năm nay Bitcoin nó không có một cái gì đặc biệt mới để mà có thể phá vỡ đi cái tính chu kỳ trong lịch sử của nó, thì tháng 2 chúng ta sẽ bắt đầu thấy một cái sự giảm giá, và tiếp đến tháng 3, tháng 4, tháng 5 thì nó sẽ kéo dài, nó sẽ lặp lại cái chu kỳ như vậy cho đến năm 2024, 2025
Đó, đó là theo một cái chu kỳ 4 năm là nó là như vậy. Và cũng một trùng hợp, thêm một trùng hợp nữa là vào năm 2020 chúng ta đã có một cái người ta gọi là một cái hard fork của Bitcoin đó. Thì cho đến năm 2024 chúng ta sẽ có một cái hard fork tiếp. Thì cứ mỗi lần mà Bitcoin hard fork đó thì chúng ta sẽ có một cái chu kỳ uptrend. Đó, trong quá khứ nó cũng đã như vậy rồi. Thì cũng thật là trùng hợp khi mà năm 2024 chúng ta sẽ có một cái cú hard fork mới. Thì ok, đó là cái biểu đồ giá ha. Nhưng mà khi mà mình nhìn vào cái những cái gì nó đang chuyển động trên thị trường thì mình lại có một cái niềm tin khác rằng là trong năm nay Bitcoin nó trong năm 2022 Bitcoin nó sẽ phá vỡ cái chu kỳ đã từng lập lại trong lịch sử này để mà có thể thiết lập một cái chu kỳ mới rằng là ra sao. Thì đầu tiên đó, chúng ta hãy nhìn lại năm 2021 đi. Thì ở đây mình đã có một cái mind map thu gọn nhất có thể để cho anh em có thể dễ dàng hình dung, và sau đó mình sẽ diễn giải ra cho anh em một cách cụ thể hơn ha. Thì trong năm 2021 chúng ta đã có một cái sự kiện rất là lớn đối với Bitcoin, tức là cuộc chơi của chúng ta không nằm ở một cái quy mô là gọi là những tổ chức chơi với nhau nữa, những nhà đầu tư đơn lẻ chơi với nhau nữa như những năm 2017 trở về trước, mà tại thời điểm hiện tại chúng ta đã có một cái sự tham gia của nhiều tổ chức và thậm chí là quốc gia luôn. Và quốc gia đó là ai? Đó chính là El Salvador. Thì thật ra anh em phải nghĩ thế này nè. Cái cuộc chơi của chúng ta tại hiện tại nếu mà so sánh với những cuộc chơi tài chính khác thì nó rất là nhỏ anh em. Tại vì ngay cả một cái đất nước El Salvador này nó cũng là một cái đất nước rất là nhỏ trên thế giới mà thôi. Đó. Thậm chí mình cũng phải thừa nhận là nó còn nợ công rất là nhiều và còn những cái vấn đề rất là rắc rối trong cái đất nước đó. Nó hoàn toàn không có ảnh hưởng một cái tí tẹo gì đến với cái nền kinh tế chung của toàn cầu cả. Nhưng mà đó cũng là một cái cột mốc rất đáng ghi điểm đối với Bitcoin trong cái lịch sử hình thành và phát triển của nó, đó chính là El Salvador đã chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp. Và không những thế nha anh em, tại thời điểm hiện tại luôn thì tổng thống của El Salvador ông đã triển khai nhiều cái chiến dịch khác để mà có thể tích hợp hóa Bitcoin, để mà có thể hướng tới một cái sự áp dụng rộng rãi hơn đối với Bitcoin. Đó chính là ông tung ra một cái trái phiếu Bitcoin nhằm để mà xây dựng một cái thành phố Bitcoin đó. Và cái thành phố đó nó sẽ cung cấp những cái tiện ích về blockchain, nó sẽ cung cấp những cái gì mà về công nghệ, về những cái gì mà Bitcoin có thể mang lại cho người dân ở trong thành phố đó. Thì tổng thống El Salvador bây giờ ông đã đưa ra cái chiến dịch đó rồi, và ông cũng đã soạn thẳng là 20 cái dự luật đó anh em, để mà có thể củng cố cái khung pháp lý cho cái chiến dịch này của ông. Đó, thì đầu tiên đó là El Salvador khi mà đưa ra một cái luật Bitcoin như vậy đó anh em. Thì anh em phải biết rằng là trên thế giới người ta phản ứng rất là nhiều đối với cái luật Bitcoin này, chứ không ai mà đồng ý liền đâu. Đó, tại vì ngay cả chúng ta hãy trở về trước quá khứ đi, đúng không? Nếu mà anh em chơi từ năm 2017 trở về trước khá lâu rồi, hoặc là từ năm 2017 tới nay, hoặc là anh em mới bắt đầu vào thị trường vào năm nay đó, thì anh em sẽ cảm thấy một cái điều giống như mình ngay từ thuở ban đầu đi vào thị trường vậy. Đi đâu người ta cũng gọi là cái này là tiền ảo, cái này là tiền lừa đảo, cái này là này kia, chứ đâu có ai gọi là tiền mã hóa rồi đâu có ai gọi là Bitcoin, đúng không? Người ta toàn giễu cợt mình, người ta toàn nói mấy cái này là ba cái thứ gì đâu. Đó, thì chính El Salvador, cái đất nước này, nó cũng bị một cái trường hợp như vậy. Bị cả IMF ở đây mình liệt kê đó chính là một cái quỹ tiền tệ của quốc tế, bị cả Ngân hàng Thế giới mà chỉ trích rất là nhiều, thậm chí đưa ra những cái lời cảnh báo đe dọa luôn anh em. Đó, nhưng mà trong năm qua El Salvador họ đã chứng minh được rằng là đối với cái khoản đầu tư của tôi có lợi nhuận như vậy. Họ đã vạch ra rất nhiều chiến lược như là việc khai thác Bitcoin bằng núi lửa nè, là sử dụng năng lượng tự nhiên để mà có thể khai thác Bitcoin mà không có thể ảnh hưởng tới môi trường, không có thể ảnh hưởng tới nguồn điện cũng như nguồn tài nguyên, mà một cái vấn đề rất là nhức nhối đối với cái ngành khai thác Bitcoin này. Đó, thậm chí là ông còn nói rằng là chúng tôi sẽ sử dụng những cái lợi nhuận đầu tư Bitcoin của quốc gia để mà có thể xây những cái bệnh viện thú y đó, những cái trường học để mà có thể giáo dục người dân có nhận thức cao hơn về tiền mã hóa, có nhận thức cao hơn về trí tuệ. Với những cái lý do trên thì mình nghĩ rằng là năm 2022 sẽ còn rất nhiều quốc gia nữa có thể là chưa hợp pháp hóa Bitcoin như El Salvador đâu, nhưng họ sẽ dần dần họ cởi mở ra, và cái hiệu ứng domino đó nó sẽ chảy dần. Và đến khi đó thì chúng ta có thể thấy được rằng là liệu Bitcoin nó có đi vào một cái chu kỳ downtrend hay không, hay chỉ là những cái cú điều chỉnh để rũ bỏ weak hand mà thôi. Tại vì á, anh em biết rằng là cùng thời điểm này nè, vào năm 2020 đó, thì chúng ta vào gần Tết Tây thì cũng đã có một cái cú điều chỉnh, và sau đó gần Tết ta cũng có một cái cú điều chỉnh. Thì đó cũng là một cái điều dễ hiểu mà thôi, đúng không? Tại vì á, trong Tết Tây thì những cái quỹ ở châu Âu, châu Mỹ họ cũng cần phải chốt hàng, họ cũng phải chốt lời đó, và thiết lập những cái kế hoạch của họ trong năm sau. Và đến Tết ta thì những cái nhà đầu tư châu Á như chúng ta cũng cần phải chốt lời để mà chúng ta có một cái Tết ấm no, đúng không anh em? Thì đó là những cái cú điều chỉnh mà thôi. Thì ngay tại điểm hiện tại thì mình cũng hy vọng rằng là Bitcoin chỉ đang điều chỉnh mà thôi, chứ chưa có bước vào
không không bước vào chu kỳ downtrend, cũng giống như là lặp lại những cái gì đã từng xảy ra trong quá khứ mà sẽ tiến vào một cái chu kỳ mới, và đó là cái điều mà mình mong muốn ha. Và tiếp theo á là những cái, và cũng trong năm nay đó thì chúng ta đã có rất nhiều những cái quỹ lớn nhỏ khác nhau đầu tư vào Bitcoin, như là MicroStrategy, như là Tesla, hoặc là những cái công ty khai thác Bitcoin khác đó, như là Marathon, như là Riot Blockchain, như là Hut 8 đó. Nhưng mà anh em biết được rằng á, là những cái công ty này á, chỉ là một cái phần, chỉ là một cái tảng băng nổi mà thôi. Nó chỉ là một cái tảng băng rất là nhỏ để đi vào cái thị trường này. Và theo cái thống kê mà mình đọc được á, vào khoảng tháng 12 năm 2021 đó anh em, thì á, bây giờ chưa đến 5% những cái nguồn tiền từ những cái quỹ đầu tư và công ty lớn đổ vào cái thị trường này nữa. Tại vì chúng ta nhìn vào cái số lượng mà những cái công ty nổi này nè, họ mua Bitcoin á, chúng ta cảm thấy nó lớn như vậy thôi. Nhưng mà thật sự nó không có lớn anh em, so với cái thị trường chung đó. Mà những cái công ty này dường như là, đặc biệt mình nhấn mạnh là đối với MicroStrategy là dường như họ all in vào cái Bitcoin rồi. Đó, họ all in vào Bitcoin rồi. Và cái giá DCA, mình xin nhắc lại trong mỗi video của mình, là giá DCA của MicroStrategy thì nó rơi vào tầm khoảng là 30.200 đô. Tesla là 31.800 đô, và ngay cả El Salvador là nó là 49.000 đô nữa. Thì với cái giá của Bitcoin hiện tại thì mình cũng rất khó để mà có thể suy nghĩ được rằng là Bitcoin sẽ đi vào chu kỳ downtrend và sẽ sập mạnh hay như thế nào đó, đúng không anh em? Và đối với những cái công ty nhỏ nhỏ này nè, ở đây mình không nói Tesla nhưng mình nói cái tình hình chung thôi, thì cái số phần trăm họ đổ vào Bitcoin đó đối với chúng ta là lớn, nhưng mà đối với cái, mình hãy nhìn rộng ra đi, thì nó vẫn rất là nhỏ, và cái phần trăm xác suất họ phân bổ vào cái thị trường này nó cũng nhỏ không kém đâu. Thì mình cho rằng là cái dư địa phát triển của cái thị trường này trong năm 2022 được dẫn đầu bởi những cái ông lớn như thế này, và đặc biệt là MicroStrategy thì đã all in vào rồi, thì mình nghĩ rằng là cũng sẽ kéo theo những cái nguồn tiền khác từ những cái ông lớn khác đổ vào, đúng không? Và cái câu chuyện tiếp theo chính là một cái hành lang pháp lý dành cho Bitcoin. Thì anh em thấy là cái câu chuyện hành lang pháp lý là một cái câu chuyện mà nó rất là, nó muôn thuở rồi, đấu đá lẫn nhau giữa quốc gia này quốc gia kia, các kiểu. Thì ở cái phần pháp lý này mình sẽ di chuyển qua đây để có thể giải thích rõ hơn cho anh em. Và tiếp theo là vấn đề lạm phát. Thì trong năm nay đó, trong năm nay thì ở video cập nhật lần trước mình cũng đã nói cho anh em là vấn đề lạm phát. Thì trong năm nay thì Fed sẽ tăng 3 đợt lạm phát và 4 đợt ở trong cái giai đoạn 2022 và 2023. Thì cái điều này nó có ảnh hưởng tới Bitcoin không? Có. Tại vì sao? Tại vì khi mà tăng lạm phát lên thì lãi suất sẽ cao lên, người ta sẽ ngại, người ta vay tiền và người ta đổ tiền vào những cái kênh đầu tư, đúng không? Thay vì người ta giữ bên ngoài. Đó, và cái vấn đề mà nếu mà Fed không có kiểm soát lạm phát được thì người ta sẽ phòng chống lạm phát bằng cách người ta lấy cái nguồn tiền đó, người ta đổ vào những cái nơi để mà có thể trú ẩn cái tình trạng mất giá của đồng tiền, như là vàng, như là Bitcoin, thì Bitcoin sẽ tăng lên. Nhưng mà để hạn chế cái điều này đó thì Fed quyết định tăng lãi suất, và cái quyết định tăng lãi suất của Fed là nó đã ảnh hưởng tới thị trường của chúng ta trong vòng 4 tháng qua khi mà cứ liên tục bị điều chỉnh như vậy. Đó anh em. Nhưng mà Fed có nói rằng là nếu mà cái chỉ số lạm phát cuối năm 2022 mà không vượt quá 2%, thì Fed sẽ ngưng những cái tác động lạm phát đó, và Fed cũng khẳng định rằng đó là cái vấn đề lạm phát này cũng là một cái vấn đề mà nhất thời mà thôi. Nhưng mà theo cá nhân mình nghĩ á, thì nó, cái vấn đề lạm phát này không phải là một vấn đề nhất thời mà có thể giải quyết một sớm một chiều được đâu, tại vì nó đã kéo dài cả năm rồi. Và tầm ngày hôm qua hôm kia gì đó thì Fed đã công bố cái mức lạm phát của tháng 12 nó lên tới khoảng là 7, mình nhớ không nhầm là 7.8% thì phải, nó rất là cao. Và đó không phải là một vấn đề nhất thời mà Fed có thể giải quyết trong ngắn hạn được. Nên vì vậy mình nghĩ rằng là Bitcoin cũng sẽ dần thích nghi với cái tin tức này, thích nghi với cái diễn biến này để mà có thể củng cố hơn nữa những cái tác động đến từ những cái luồng tin tức như thế này. Và cái vấn đề thứ cuối cùng đó chính là vấn đề về ETF. Thì cái vấn đề này là một cái vấn đề mà mình cảm thấy mình rất là kỳ vọng nha anh em. Tại vì sao? Thì anh em biết là trong năm qua đó thì cái sự kiện mà Bitcoin ETF tương lai đó, nó đã đánh dấu một cái cột mốc lịch sử đối với Bitcoin rồi. Đó, nhưng mà chúng ta vẫn đang chờ mong một cái ETF Bitcoin giao ngay nữa. Và cái vấn đề này nó vẫn đang là một cái cuộc chiến cực kỳ dai dẳng giữa các tổ chức đầu tư và cơ quan pháp lý SEC. Thì đây họ nói rằng là, họ đưa ra một cái quan điểm rằng là những cái quyền lợi mà để tung ra một cái ETF Bitcoin tương lai đó thì SEC hoàn toàn ưu tiên hơn. Nó không có khác gì với một cái ETF Bitcoin giao ngay cả. Mà tại sao ông lại không cho một cái ETF Bitcoin giao ngay được ra đời, mà cho một cái ETF Bitcoin tương lai được
triển khai đúng không? Thì mình nghĩ rằng trong năm 2022, bằng những cái nỗ lực, bằng những cái sự chiến đấu của mình, thì có khả năng Bitcoin ETF giao ngay sẽ được tiến tới một cái thỏa thuận gì đó, sẽ mở ra một cái cánh cửa gì đó để mà có thể được chấp thuận. Và dĩ nhiên rồi, anh em thấy mới chỉ có một cái Bitcoin ETF tương lai được ra mắt vào năm 2021 mà nó đã đẩy giá Bitcoin lên 69.000 đô rồi, thì Bitcoin ETF giao ngay cũng là một cái động lực cực kỳ lớn để mà có thể giúp Bitcoin tiến xa hơn nữa trong năm 2022, và mình rất hy vọng rằng là chuyện đó sẽ xảy ra. Đó, thì trong năm 2021 thì đó là những cái sự kiện mà để định hình Bitcoin. Và tiếp theo trong năm 2022 đó thì chúng ta có gì? Trong năm 2022 thì chúng ta hãy quan tâm tới Ethereum đi. Tại vì sao? Tại vì năm 2022 được cho rằng là Ethereum 2.0 sẽ được hoàn thiện một cách chỉnh chu nhất và được triển khai ra đến cộng đồng. Đó, thì để làm được cái điều này đó thì nếu mình xét về mặt tiến độ đi, nếu mình xét về mặt tiến độ thì đến thời điểm hiện tại thì về mặt tiến độ mà Ethereum đã làm trong năm 2021 khiến mình cực kỳ tự tin rằng là cái Ethereum 2.0 này trong năm 2022 sẽ không có bị trì hoãn mà sẽ được triển khai một cách tối đa và ra mắt ngay trong năm nay luôn. Đó, điển hình đó là sau khi triển khai cái hợp đồng tiền gửi vào tháng 10 năm 2021 năm 2020 đó anh em, thì Ethereum họ đã cho ra mắt cái mainnet Bitcoin Chain, tức là một cái mainnet của Ethereum 2.0 này nè. Đó, mà cái mainnet này nó ra mắt vào tầm khoảng tháng 12 năm 2020. Đó, thì lúc đó đó, ngay sau khi ra mắt cái hợp đồng tiền gửi và mainnet á, thì anh em biết là cái lượng mà người ta đem ETH của người ta mà người ta stake ở trong hợp đồng Ethereum 2.0 á, nó tăng cực kỳ đột biến luôn. Đó, và nếu tính đến thời điểm hiện tại nha, để mình cho anh em xem luôn. Nếu tính đến thời điểm hiện tại đó thì ban đầu á, nó bắt đầu từ khoảng là 600 mấy chục nghìn ETH thôi, nhưng mà vào thời điểm mà mình làm cái video này đó anh em, thì nó đã tăng lên tới gần 9 triệu ETH được stack ở trong ETH 2.0 đó. Thì nếu mà nhân ra cái giá ETH bây giờ là tầm khoảng 3.300, thì hiện tại bây giờ chúng ta đang có khoảng là hơn 5 tỷ USD được stack ở trong ETH 2.0. Cái điều này nó cho chúng ta thấy được rằng là các nhà đầu tư cũng giống như là những cái người mà họ mong đợi về cái tiềm năng của ETH 2.0 này nó lớn đến mức nào. Và để chuẩn bị cho cái điều đó thì bên phía các nhà phát triển của ETH ấy, họ cũng đã làm một cách rất rất là chỉnh chu. Thì ở đây mình có liệt kê cho anh em, tức là ban đầu cái bản hard fork của Berlin á, nó diễn ra vào hồi tháng 4, tháng 5 gì đó, thì nó bao gồm 4 cái đề xuất. Ở đây mình có liệt kê cho anh em là EIP 2565, 2929, 2718 và 2930. Đó, và tiếp đến vào tháng 7 đó thì họ lại cho ra mắt một cái EIP 1559, và đây được dường như là một cái bước ngoặt để mà có thể mở ra một cái cánh cửa mới để mà cho Ethereum trở nên cực kỳ khan hiếm đó anh em, tức là cái cơ chế đốt Ethereum đó thì đã được triển khai thông qua hard fork lending vào tháng 7. Và tiếp đến đó, họ đã có một cái EIP 3657 nữa, thì đây là một cái đề xuất cũng trong tháng 7 luôn, để hợp nhất cái hành trình của Ethereum 1.0 và Ethereum 2.0. Tức là sao? Tức là cái Ethereum 1.0 á, nó vẫn đang sử dụng một cái cơ chế gọi là cái cơ chế đồng thuận mà bằng chứng công việc đó anh em, mình hay gọi là tiếng Việt là bằng chứng công việc đó, cái proof of work đó. Thì để nó hợp nhất cái Ethereum 1.0 đó lên cái Ethereum 2.0, tức là một cái proof of stake đó. Thì tại sao? Tại vì cái proof of work đó thì giống như kiểu là thứ nhất là nó làm tiêu tốn quá nhiều tài nguyên, thứ hai là nó làm cái sức mạnh tính toán để mà xác thực block giao dịch cho anh em đó thì nó gây ra tốn quá nhiều năng lượng đi. Đó, thì họ sẽ chuyển đổi lên POS là proof of stake để mà có thể giảm thiểu cái năng lượng đó, đồng thời giúp cho Ethereum có thể mà thân thiện với môi trường hơn, và do có thể tăng tốc cái khả năng mà xác thực giao dịch của mình thông qua các cái khối trở nên nhanh hơn, nhẹ hơn đó. Thì cái điều đó là mình nghĩ là đó cũng là một cái tín hiệu tốt của Ethereum mà thôi, tại vì anh em biết rằng là trước khi mà cái ETH 2.0 này á, nó được lên kế hoạch và nó được triển khai, nó được đội ngũ của Ethereum viết trên giấy và ra đời đó, thì Ethereum của chúng ta mặc dù á là một cái blockchain lớn nhất tại thời điểm hiện tại, nếu mình không muốn nói là đây là một cái di sản của blockchain luôn rồi, thì vẫn luôn bị một cái vấn đề gọi là, thứ nhất là phí giao dịch rất là cao, thứ
thứ hai là luôn luôn bị tắc nghẽn mỗi khi anh em thực hiện một cái thao tác gì đó, anh em chờ mỏi cổ luôn đúng không? Đó, nhất là những cái giờ cao điểm chẳng hạn, anh em vừa chờ mà anh em vừa lo tại vì tiền chuyển qua chưa tới hay là swap không được gì đó, mặc dù mình đã phải trả một cái phí rất là cao đó, thì đó lại là những cái vấn đề mà ETH 2.0 có thể giải quyết được và được kỳ vọng rằng là sẽ có thể mà gỡ được cái rào cản đó ra khỏi cái ETH cũ anh em. Thì tiếp theo là chúng ta đã có một cái bản nâng cấp Ether được diễn ra vào khoảng tháng 11-12 nè, và cũng trong tháng 12 luôn chúng ta đã có một cái testnet. Cái testnet này là cái testnet ở trên ETH 2.0 luôn, và đang được cộng đồng cho rằng là nó cũng ok đó. Nhưng mà tại thời điểm mình làm video này đó, thì mình vừa nhận được một cái nguồn thông tin là cái testnet này đó nó đã bị một số cái rào cản, một số cái lỗi nhỏ nhỏ, nhưng mà rất nhanh chóng được các nhà phát triển của Ethereum họ nhảy vào, họ sửa lỗi và họ fix những cái mà những cái rắc rối nhỏ, những cái bug đó anh em, trong cái testnet này, và họ cũng đã thông báo ra cộng đồng rồi. Và cái điều này nó cho mình thấy được rằng á, là bên phía Ethereum họ đang rất là nỗ lực để mà có thể nhắm tới một cái sự hoàn thiện mà mình gọi tắt á, tức là một cái sự hoàn thiện chỉnh chu nhất đối với ETH 2.0, để khi mà nó ra đời đó, nó có thể hoàn thành được cái sứ mệnh của nó có thể hoàn thành được cái mục đích của nó, khi mà được Vitalik Buterin đặt kỳ vọng rất là nhiều vào cái bản nâng cấp ETH 2.0 này. Đó, thì tại sao mình gọi nó là một cái di sản blockchain mà anh em cần chú ý, tại vì anh em thấy rằng là cái ETH 2.0 này á, nó sẽ giải quyết được những cái vấn đề, thứ nhất là vấn đề về phí đúng không, thứ hai là những cái vấn đề về giao dịch nó sẽ mượt hơn, phí hy vọng phí nó sẽ cắt giảm hơn và sẽ không có bị tắc nghẽn như thời trước nữa. Nhưng mà chúng ta hãy quay trở lại đi, trước khi chúng ta nói đến một cái câu chuyện ETH 2.0 thì cái mạng ETH hiện tại của chúng ta, mặc dù nó gặp những cái rào cản như mình vừa nói đó, nhưng mà cái tỷ lệ của nó được sử dụng đó, thì mọi người vẫn cứ đâm đầu và sử dụng ETH mà thôi đó. Và thậm chí cái tổng giá trị được khóa của nó trong cái không gian DeFi đó thì nó chiếm tới 62,11% lận, nó hoàn toàn cao hơn những cái blockchain khác, những cái layer 1 khác mà đã phát triển cực kỳ bùng nổ trong năm nay luôn. Mặc dù anh em thấy giá của ETH đó nó không có tăng trưởng bằng giá của những cái blockchain khác như là Luna nè, như là BSC, AVAX hay là Sol, Phantom gì đó, nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào cái thị phần của Ethereum, nó vẫn chiếm cực kỳ mạnh luôn. Cái điều này nó thể hiện một cái mức độ tin tưởng của những nhà giao dịch, những nhà đầu tư đó. Mặc dù phí ông cao, mặc dù ông gặp vấn đề về giao dịch nó không có mượt, thậm chí rằng là nó còn bị lâu, rồi những cái vấn đề phát sinh khác nữa, thì họ vẫn cứ đâm đầu xài ETH mà thôi đó. Và cái điểm chú ý là nếu mà ETH 2.0 mà có thể được ra mắt trong năm 2022 mà cải thiện được những cái điều trên đó, thì mình nghĩ là nó sẽ là một cái bài toán cực kỳ khó đối với những cái giao thức layer 1 như thế này đó. Thì tiếp đến chúng ta sẽ có một cái xu hướng khác để mà định hình thị trường vào năm 2022 đó. Thì nếu mà ETH 2.0 được triển khai đúng theo dự kiến, giải quyết được những cái vấn đề trên, thì những cái ông này sẽ ra sao đó, anh em có thấy không? Thì mình nghĩ rằng là cái điều này nó sẽ gây ra một cái sự cạnh tranh và một cái sự cấp tiến cực kỳ lớn giữa các nền tảng layer 1 đó. Ngay cả khi ông không hoàn thiện, ngay cả khi ông phí giao dịch cao, ngay cả khi ông cái này cái kia, cái lọ cái nọ cái chai, nhưng mà các nhà đầu tư vẫn đâm đầu sử dụng. Thì nếu mà ông nâng lên ETH 2.0, chỉ cần ông giải quyết, ông giảm thiểu được những cái đó thì những cái thằng còn lại nó sẽ ra sao đó. Thì anh em có hiểu cái vấn đề mình đang nói không? Đó, thì để mà có thể khắc phục được cái điều này, thì mình nghĩ rằng là những cái giao thức layer 1 họ cần phải cấp tiến, họ cần phải cải thiện rất nhiều để mà có thể đứng vững được. Mình xin gọi ở đây tức là đứng vững được trước cái cơn sóng ETH 2.0 này tới. Thì cái điều này nó sẽ gây ra một cái sự cạnh tranh rất là lớn giữa các giao thức này. Bất kỳ ai chậm trễ hoặc bất kỳ ai không có một cái sự gọi là cập nhật phát triển, cũng giống như là ra mắt những cái tính năng mới, những cái sản phẩm mới và cải thiện những cái số liệu giao dịch của mình, cải thiện những cái băng thông của mình, thì chắc chắn sẽ bị tụt lại. Và nếu ETH 2.0 ra đó mà những cái ông mà không đủ mạnh mẽ thì sẽ bị đá văng khỏi thị trường mà thôi. Vì vậy nó sẽ tạo ra một cái cuộc cạnh tranh cực kỳ mạnh mẽ trong năm nay đó. Thì và tiếp theo, nếu mà nói về layer 1
cạnh tranh mạnh mẽ để tồn tại trước một cái cơn sóng ETH 2.0, thì chúng ta cũng sẽ nói đến Layer 2. Layer 2 thì đã là một cái xu hướng mà bùng nổ vào tầm khoảng, mình nhớ không nhầm, là tầm khoảng quý 3 năm 2021. Và liệu năm 2022 thì những cái Layer 2 này nó có còn giữ được cái nhịp độ của nó hay không? Thì ở đây mình cho rằng đó là có. Tại vì sao? Tại vì nếu mà anh em nhìn vào cái tổng value lock của những cái giao thức Layer 2 này đó, thì hiện tại nó cũng khá là ấn tượng đúng không? Nó khoảng là 5,68 tỷ. Đó, nhưng mà Ethereum á, nếu mà tiến tới Ethereum 2.0, chúng ta đang nói về một cái viễn cảnh nó quá là tích cực, là sẽ giải quyết được cái này cái lọ cái nào cái chai. Đó, nhưng mà ở một cái viễn cảnh khác, nếu mà không giải quyết được thì sao? Vẫn còn tồn động những cái phí, những cái vấn đề, những cái rào cản như mình vừa trình bày. Có thể phí nó sẽ không được tuyệt đối đâu, nó có thể nó giảm thiểu một tí, thì nó vẫn sẽ quá cao đối với các nhà đầu tư bình thường đúng không? Và những cái vấn đề nhỏ nữa, thì những cái vấn đề đó thằng nào nó sẽ giải quyết. Tại vì không ai hoàn hảo cả. Mình không thể đặt một cái kỳ vọng hoàn chỉnh, một cái kỳ vọng rất là lớn vào ETH 2.0 mà mình liên tục nói về những cái điều tích cực của nó. Chúng ta hãy nghĩ về một cái khía cạnh khác. Lỡ nó có những cái điểm tiêu cực thì sao? Thì Layer 2 chính là một cái mảnh ghép để bù đắp vào những cái điểm tiêu cực đó nha anh em. Nên mình nghĩ rằng cái dư địa phát triển của Layer 2 cho năm 2022 nó còn sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Và nếu chúng ta nhìn vào cái tổng value lock của Layer 2 đó, nhìn vào những cái ông lớn đây, thì ngoài những cái tên như là chúng ta biết như là DYDX nè, như là Loopring nè, hoặc là những cái như là Polygon nè, đó, thì hiện tại chúng ta đã thấy được là những cái đó, những cái giao thức mình vừa nói, nó đã có token rồi. Nhưng mà về những cái tên như là Arbitrum, một cái giao thức Layer 2 cực kỳ đình đám trong thời gian gần đây luôn, hoặc thậm chí là Optimism, thì vẫn chưa có ra token nha anh em. Thì người ta vẫn sẽ trông đợi vào những cái này đó. Mà khi mà cộng đồng họ trông đợi vào những cái gì, thì chắc chắn rằng đó sẽ là một cái xu hướng có thể được bùng nổ lên bất cứ lúc nào. Và để hiểu hơn về những cái cuộc chiến giữa những cái blockchain Layer 1 và Layer 2 đó, thì mình cũng xin giới thiệu anh em là ở bên Coin68 cũng đã có một cái series về, tức là cái series về DeFi Discussion. Và trong cái series đó thì sẽ có một bạn George, thì là một người anh em đồng nghiệp của mình rất là giỏi về DeFi, cũng sẽ nói sâu hơn về những cái vấn đề này. Vì đây là một cái video để mình nói tổng quan thôi, nên là nếu mà mình xoáy sâu vào từng cái thì nó cũng sẽ rất là mất thời gian và kéo dài video, chắc cũng bằng một cái bộ phim Netflix mà anh em xem đó. Nên là anh em hãy thông cảm cho mình nha. Nếu mà anh em nào muốn tìm hiểu về những cái Layer 1 như thế nào, những cái Layer 2 như thế nào, những cái hệ từng hệ như thế nào đó, thì trên thị trường nó vô vàng anh em. Đó thì mình không thể tóm gọn ở trong một cái video được, thì anh em có thể qua những cái video của DeFi Discussion của George để mà anh em xem về những cái giao thức nào, những cái định hướng rõ ràng nào sâu hơn, để mà mình có thể mình nghiên cứu thêm về cái lĩnh vực này ha.